Thưa quý vị, theo một thống kê tại Mỹ, thì trầm cảm sâu sinh đã ảnh hưởng 4 trên 10 người mẹ mới sinh mỗi năm. Mặc dù nó thường tự hết trong vòng vài tuần, nhưng có nhiều trường hợp phải kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Tình trạng có thể đi kèm với hội chứng lo lắng dữ dội, xấu hổ, tội lỗi, mất ngủ, hoảng loạn và có những ý nghĩ dẫn đến việc tự tử. Hôm ngày 4 tháng 8, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt loại thuốc viên đầu tiên triệu chứng nói trên để có thể trị được cái triệu chứng bị trầm cảm này. Và một cục mốc mới được coi là có khả năng làm tăng khả năng nhận biết và điều trị tình trạng xuyên dược đang ảnh hưởng đến khoảng hàng triệu phụ nữ mỗi năm. Viên thuốc điều trị chứng trầm cảm sau sinh này là phiên bản tổng hợp của Allopreganolol, một sản phẩm xuất hiện tự nhiên của hormone progesterone. Thuốc hoạt động trên các thụ thể GABA trong não, các thụ thể GABA là chất dẫn truyền thần kinh, truyền tín hiệu chính điều chỉnh căng thẳng và tâm trạng trong cơ thể. GABA được biết đến là có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Ở những người trải qua các triệu chứng chính của căng thẳng và trầm cảm có lượng hóa chất này thấp trong cơ thể, viên thuốc mới làm tăng chất dẫn truyền thần kinh này. Thuốc có tên Vae dành cho người lớn bị trầm cảm nặng liên quan đến sinh nở hoặc mang thai. Thuốc được uống một lần một ngày trong 14 ngày. Tuy nhiên, thuốc có thể gây một số tác dụng phụ như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và tiêu chảy.